PC Homie C chào mọi người nha. Hôm nay cùng mình đến với sơ đồ 3232 nha. Sẵn tiện sau này mình sẽ cố gắng làm một lần hai trận luôn mọi người ha. Trận đầu thì mình sẽ nói về chiến thuật, cách vận hành cũng như sắp xếp vị trí như nào. Còn trận 2 thì mình sẽ làm về highlight, kiểu những pha phòng thủ tốt, hoặc những pha phản công nhanh, những pha phối hợp đẹp, cách dứt điểm như nào, vân vân và vân vân. Giờ thì vô trận thôi mọi người ha. Thì đối với sơ đồ mà có 3 hậu vệ điểm yếu chí mạng thường sẽ là hàng thủ, chính xác hơn là khi không có 2 hậu vệ biên, rất là dễ bị khai thác luôn. Mọi người xem tình huống này đi, mặc dù mình đã biết trước sẽ bị khai thác ở biên rất nhiều, và mình cũng đã chủ động bắt bài trước rồi. Lúc này mọi người thấy mình không áp sát, mình biết là đội bạn đang chờ đồng đội chạy lên để phối hợp. Ngay từ đầu mình đã kéo con trỏ hướng ra biên rồi mà vẫn bắt bài không kịp, và dẫn đến bàn thua từ khá sớm. Này đội bạn hay thì mình chịu rồi, cắt mặt dứt điểm vậy chỉ có thủ môn hay mới cứu được thôi. Vậy thì làm thế nào để khắc phục điểm yếu chí mạng này? Chỉ có một cách duy nhất là mọi người phải hạn chế hết mức có thể việc làm mất bóng đột ngột ở khu vực giữa sân. Chỉ một cách duy nhất đó thôi mọi người, vì khu vực giữa sân rất nhạy cảm, lúc này cầu thủ mình đang có thiên hướng lên công. Việc mất bóng ở khu vực giữa sân sẽ khiến các cầu thủ của mình không lui về kịp thời để hỗ trợ phòng thủ. Và như tình huống này mình chuyển lỗi, nhưng mọi người có thể thấy đội hình mình cũng không dễ bị khai thác ở hai bên cánh. Hầu như tất cả các vị trí đều lui về rất nhanh để hỗ trợ phòng ngự. Lúc này đội bạn chỉ có chuyển về chứ đội hình mình đã về đầy đủ, không dễ để đội bạn khai thác được. Trận này mình thủ cũng khá ổn, mọi người xem tham khảo nha. Sau khi đã chỉ ra được điểm yếu cũng như khắc phục được phần nào đó, thì giờ đến công thôi mọi người ha. Như mình có nói ở những video trước, ở những sơ đồ có hàng thủ 3 hoặc 4 người thì việc triển khai bóng tấn công là rất đa dạng. Và việc mọi người đã chắc tay nữa thì hầu như đủ khả năng để bóp nghẹt tuyến giữa đội bạn luôn. Giống như trận đấu này của mình chẳng hạn, sơ đồ đội bạn là 4-2-2-2, hầu như tập trung tấn công trung lộ là nhiều, nhưng vì hàng tiền vệ mình quá dày nên đội bạn không có đường để triển khai bóng tấn công luôn. Chỉ khi mình chuyển lỗi hoặc xử lý lỗi thì may ra đội bạn mới có cơ hội để phản công. Và như mình cũng có nói khi trước rồi, sơ đồ mà có tiền vệ cánh thì mọi người cứ để ý hai bên cánh bên nào thoáng thì chuyển bên đó, rồi từ đó phối hợp vô trong trung lộ hoặc chơi tạt cũng được. Hàng tiền vệ dày giúp mọi người luân chuyển bóng đi đâu cũng dễ, miễn là mọi người quan sát tốt là chuyền được hết đó. Như tình huống này mọi người có thể thấy hai ông tiền vệ cánh của mình không? Bên nào cũng thoáng có đúng như mình nói chưa? Việc còn lại là cứ chuyển thôi, nhưng pha này mình chuyển hơi âu đó mọi người. Nếu từ đầu mình chuyển thẳng vô trong cho ông anh em ép của mình luôn thì nhiều khi sẽ dễ hơn là mình chuyển cho anh bảy, rồi sau đó lại chuyển về cho ông anh em ép của mình, phải xử lý thêm khá là nhiều. Với lại một phần đang bị đội bạn dẫn bàn trước nên mình đã hơi vội. Như tình huống này đội bạn chuyển lỗi và cánh đang quá thoáng đưa bóng ra cho ông tiền vệ cánh thôi. Mọi người thấy thoáng không? Mà pha này mình lại đá vội tiếp. Đáng lý pha này mình nên chuyển cho ông cắt lót rồi thực hiện một pha đập nhã 1-2 thì sẽ tốt hơn. Đằng này đi sút lực tím bị đội bạn lấy mất bóng rồi. Và mọi người xem mình phòng thủ ở tình huống này nha. Mình làm mất bóng đột ngột. Mình tưởng pha này là mình bắt bài lấy lại được bóng rồi đó. Mà mọi người xem ông cắt lót làm gì kìa, có chán không chứ? Nếu như pha này mình cứ để đội bạn chọc khe vô trung lộ như này thì coi như mình thua thêm bàn nữa rồi. Nhưng đội bạn lại chọn chọc khe ra cánh, mà mình đã bắt bài từ trước đó rồi, nên mình phòng thủ thành công. Và khi bắt bài xong mình lại chuyển lỗi, mà lỗi này đúng ngay vị trí nguy hiểm mà mình nói trước đó là khu vực giữa sân. Lúc này mọi người có thể thấy nguyên dàn cầu thủ của mình đang lao lên trên rất nhanh luôn. Vậy thì làm sao mà lui về phòng thủ kịp mọi người? Chỉ có pha này mình hên thôi, chứ không hên là xong với đội bạn rồi. Mình không biết là ở tình huống này đội bạn không thấy hay sao mà lại đi đập nhã 1-2 pha này. Chứ pha này mà đội bạn chọc khe qua cánh đối diện là coi như mình xong rồi. Nên mọi người lưu ý khu vực mà mình vừa nói nha, hạn chế hết mức có thể, đừng để mất bóng ở khu vực mình để trên video nha. Tiếp theo mình sẽ nói về một bài tấn công nữa, rồi mình chuyển qua cách sắp xếp sơ đồ sao cho đúng, cùng với đó là nên dùng sơ ta như nào cho hợp lý mọi người ha. Thì bài tấn công này sẽ là phối hợp từ cánh này qua cánh đối diện, thì có một tình huống cụ thể cho mọi người luôn. Khi này mình bắt bài tốt và lấy lại được bóng, và y như mình nói lúc trước, cánh của mình lúc nào cũng thoáng, đưa bóng ra cho tiền vệ cánh của mình thôi. Rồi từ đó mọi người xem mình phối hợp và đập nhã tiếp qua cánh đối diện nha. Mọi người thấy thoáng không? Bây giờ thì tạt thôi, đó cũng là những cách tấn công đơn giản nhất mà mình gửi tới mọi người. Sau này mọi người chơi nhuần nhuyễn sơ đồ này nữa, thì việc biến tấu đa dạng về cách tấn công nó sẽ được tốt hơn, chứ không chỉ có hai bài đơn giản như này. Vậy thì giờ cùng mình đến với cách sắp xếp đội hình mọi người ha. Đầu tiên sẽ là hàng thủ, vì với sơ đồ mà hàng thủ 3 người, mọi người nên xếp hai ông mang sở tai build up ở hai bên, còn một ông mang sở tai dead cho ở thì mọi người xếp chính giữa. Vì sao lại xếp như vậy? Sao không xếp hai ông dead cho ở hai bên và ông build up thì xếp chính giữa? Thì mình giải thích như sau nha. Với sơ đồ này việc bị khai thác hai bên cánh là điều đương nhiên và tất yếu rồi, mà sở tai dead cho ở mọi người cũng biết rồi, chơi cực kỳ xông xáo và nhiệt huyết, mà đã xông xáo còn nhiệt nữa, rồi lại đi xếp sở tai đó ở hai bên cánh,
thì việc hai ổng bỏ vị trí lao lên cao là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Mà như vậy thì đồng nghĩa với việc cánh đã dễ khai thác rồi, nay còn dễ khai thác hơn nữa. Không khác gì hiến dâng hai bên cánh cho đội bạn luôn. Kiểu em nè, anh muốn làm gì thì làm đi, em nguyện hiến dâng. Thế chỉ có toang thôi mọi người. Nên vậy mới để hai biếu áp hai bên, nhằm ổn định hai bên cánh. Còn nếu đội bạn phối hợp trung lộ thì để ông đét cho ở lo. Lỡ mà ông đét cho ở thủ không được thì vẫn còn đó hai biếu áp đằng sau bọc lót cho ông. Nên sắp xếp đúng sẽ là hai biếu áp hai bên và một đét cho ở chính giữa nhà mọi người. Tiếp theo là vị trí DMF thì mình vẫn tin dùng sờ tay đét cho ở, sông sáo không ngại va chạm. Còn nếu mọi người dùng không quen sờ tay này thì có thể thay bằng sờ tay Anchorman cũng được, tùy mọi người nha. Còn CMF thì mình dùng thuận tay nhất là sờ tay bóc tu bóc với Playmaker. Sờ tay bóc tu bóc thì thể lực châu bò bao sân cực tốt. Mình luôn tin dùng sờ tay này đầu trận. Sang đầu hiệp 2 mình sẽ thay Playmaker vào. Vì mọi người cũng biết rồi, sờ tay Playmaker di chuyển cực thông minh. Nhưng đa phần thể hình thường rất nhỏ con. Nên hiệp 1 mình sẽ để bóc tu bóc mạnh về thể lực bao sân trước. Sang hiệp 2 thay sờ tay Playmaker vào để kiến thiết. Cũng như sáng tạo lối chơi được tốt hơn nhờ cách di chuyển thông minh của sở tai này. Đó là phong cách chơi CMF của mình. Mọi người nếu thấy hợp lý áp dụng thử nha. Tiếp đến là anh em F và mình hay tin dùng hai sở tai là Classic No 10 với Hover Layer. Hai sở tai này theo mình thấy hộ công cực tốt. Đặc biệt là Classic No 10 sau khi được làm lại, công cực cháy luôn. Nếu hiệp 1 đang thua, sang đầu hiệp 2 bỏ vào, thì sở tai này sẽ rất tích cực chạy chỗ luôn. Tiếp theo sẽ là hai tiền vệ cánh. Nếu ở sơ đồ này thì mọi người nên chuẩn bị thêm ở hàng dự bị hai ông tiền vệ cánh mang sở tai Hover Layer. Lỡ mà có thua thì thay vào. Lúc này hai cánh của mọi người sẽ rất tích cực xâm nhập vòng cắm luôn. Giống như từ đầu trận đến giờ mọi người có thể thấy khi mình công bí quá, hai ông tiền vệ cánh của mình cũng có xâm nhập vòng cắm. Nhưng vì hai ông tiền vệ cánh của mình là hậu vệ biên nên khả năng dứt điểm của hai ổng là không cao. Mọi người nên chuẩn bị trước ở hàng dự bị hai ông tiền vệ cánh có sở tai là Hover Layer nha. Vừa xâm nhập vòng cắm vừa có khả năng dứt điểm tốt. Mọi người xem mình thủ pha này rồi mình nói tiếp nha. Pha này là mình ngầu, lao lên quá nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho đội bạn đập nhã 1-2. Và mình biết được là đường nào đội bạn cũng đập nhã ra cánh lại. Nên lúc này mình chuyển cầu thủ qua ông Mardini ngay. Rồi khi đội bạn đập nhã ra cánh lại thì mình không chuyển cầu thủ nữa, giữ im ông Mardini mình đang cầm dí theo luôn. Việc này giúp ông trung vệ còn lại của mình lui về ngay. Và mình sẽ khóa được bài đập nhã 1-2 của đội bạn. Mọi người thấy không, phòng thủ thành công. Mình trở lại tiếp với vị trí tiền vệ cánh nha. Sau khi đã xong phần dự bị thì mọi người lưu ý dùng mình điểm này. Nếu mọi người thay hai tiền vệ cánh mang sờ tai Hover Layer vào thì ngay vị trí anh em ép mọi người phải đổi sờ tai đi, không được để Hover Layer nữa. Nếu để Hover Layer thì có nghĩa dàn tiền vệ của mọi người tới tận 3 sờ tai Hover Layer luôn, chạy dậm chân nhau khó đa lắm đó nha. Còn tiền vệ cánh ở đội hình chính thì mọi người muốn bỏ gì vào cũng được. Mọi người thích tạt bỏ sờ tay chuyên về tạt vô. Mọi người thích bám biên quẩy sờ kêu xong bẻ vô trong dứt điểm thì bỏ sờ tay Burzo Fit Winner vào. Ok hết, không sao cả, miễn mọi người đã thuận tay là được. Và đừng để bị trùng sờ tay nữa là ok rồi. Còn về hai tiền đạo thì ở sơ đồ này mọi người cứ bỏ vào một Gold Poacher. Còn tiền đạo còn lại mọi người hãy xếp cho mình một là sờ tay Deadling Forward hoặc Dumi Junior. Nhưng theo mình thấy sờ tay Deadling ở sơ đồ này vẫn ngon hơn, bởi khả năng di chuyển cũng như tốc độ là khá tốt. Và có thể làm cầu nối với ông tiền đạo còn lại của mình được tốt hơn. Chứ sờ tay Dumi mình thấy mọi thứ đều ổn, chỉ có một điểm trừ là tốc độ của sờ tay này không cao. Đôi khi có những pha chọc khe cực ngọt, nhưng ổng chạy không kịp, nên mình vẫn ưu tiên sờ tay Deadling hơn. Và đó cũng là cách mình sắp xếp đội hình cho sơ đồ này. Mình xin tóm tắt video ở đây nha. Rồi mọi người cùng mình đến với trận thứ hai nha. 1. Về bài tấn công thì hãy tập trung bóng ra cho tiền vệ cánh, rồi từ đó triển khai tấn công theo hướng mà mọi người muốn. Tạt cũng được, phối hợp vô trung lộ cũng được, luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh đối diện cũng được luôn. 2. Về phòng thủ, ở sơ đồ có hàng thủ 3 người, hai bên cánh của hai ông hậu vệ biên rất dễ bị khai thác, tập trung thủ tốt ở điểm này và hãy hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân là mọi người có thể vận hành tốt được sơ đồ này. Giờ thì đến trận 2 mọi người ha. Ở trận này mình gặp đối thủ chơi sơ đồ có cánh và một số cầu thủ trong đội hình của đội bạn phải chơi khá lâu mới có được. Với lại trận này mình thủ ổn lắm mọi người, cuối video cùng xem thống kê với mình nha. Giờ thì vô trận thôi mọi người ha. Pha này mình chuyển đầu, xong mình vẫn phòng thủ được. Mọi người xem mình phản công nha, để nhìn thấy rõ hơn, cũng như hiểu hơn về lối chơi của sơ đồ này nha. Sau khi mình lấy lại được bóng, mọi người thấy cánh đối diện thoáng không? Chọc khe qua thôi. Sau khi chọc khe qua mọi người thấy thoáng như nào rồi đó? Lúc này chỉ cần bình tĩnh quan sát và chuyển với chọc khe cho chuẩn là lụm mọi người ha.
Và như mình đã nói trước đó, cứ sơ đồ mà có cánh là tiền vệ, chứ không phải là tiền đạo cánh, thì một trong hai cánh của mình luôn luôn thoáng. Chỉ cần quan sát xem một trong hai cánh, cánh nào thoáng thì cứ luôn chuyển bóng ra cho cánh đó, rồi cứ vậy mà triển khai tấn công thôi. Như tình huống này mình vừa lấy được bóng, mọi người có thể thấy hai cánh của mình đứng thoáng như nào rồi đó. Và mình cũng có nói với mọi người rồi, thực sự mình đã không hay đâu, nhưng mình biết cách sắp xếp sơ đồ sao cho đúng. Việc sắp xếp sơ đồ đúng giúp đội hình mọi người không chạy loạn lên, tiếp đó là mình thủ cũng ổn nữa, nên hầu như sơ đồ nào chiến thuật nào mình cũng chơi được là vậy đó mọi người. Và như tình huống này mình chuyển lỗi, xong đội bạn cũng chuyển lỗi ở pha bóng sau. Mọi người xem mình phản công nha, đây là bài tấn công luân chuyển bóng từ cánh này qua cánh đối diện nè mọi người. Và mọi người xem tầm quan trọng cũng như cách di chuyển của sờ tai Deppling trong tình huống này nha. Tuy mình đang phản công nhưng sờ tai này lui về khá sâu. Vì sao lại lui về sâu như vậy mọi người xem tiếp nha. Vì cánh đối diện đang rất là thoáng, mà sờ tai Deppling nhiệm vụ của ông là lùi sâu, làm cầu nối cho các vị trí xung quanh. Và lúc này mọi người nhìn mini map xem cánh đối diện thoáng như nào rồi đó. Chọc khe qua thôi, ngại ngùng gì nữa mọi người ha. Đây có được gọi là bài vở không mọi người? Mà tiếc là anh bày dứt điểm hiền quá, sút ngay người thủ môn đội bạn luôn. Không là có pha phản công đẹp rồi. Có nhiều anh em hỏi mình về cách đá phạt trực tiếp. Trận này mình có hai pha đá phạt trực tiếp, mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Thật tình mà nói mình chỉ làm tốt được một kiểu đá phạt, đó là sút sái còn nút cờ bôn hay deep ping sát. Mình sút lúc được lúc không, tỷ lệ vào khá thấp. Để mình nghiên cứu lại rồi mình sẽ hướng dẫn luôn nha. Thực chất hai cách sút phạt kia mình biết cách thực hiện, nhưng tỷ lệ vào không cao thôi mọi người. Để mình nghiên cứu thêm nha mọi người. Rồi giờ thì đến với cách sút phạt sái mọi người ha. Như tình huống đá phạt này bóng hơi lệch về cánh phải, thì mọi người hãy chọn giúp mình một cầu thủ vừa thuận chân phải, vừa có điểm sút phạt cao một tí, cùng với đó là độ sái cũng phải cao nữa, để khả năng thành bàn được cao hơn. Này tại mình thích anh 7 nên lấy anh 7 đá phạt thôi. Bước thứ hai mọi người lấy điểm chuẩn là ông cầu thủ đứng ở hàng rào từ bên phải đếm vào là vị trí thứ hai. Như video mình đã ngắm sẵn rồi, làm sao cho ông đó cùng với cột dọc theo một đường thẳng. Bước thứ ba vuốt như mình để trên video, cái này mọi người nên tập nha. Mình có lúc vuốt vẫn bị lỗi suất thôi mọi người. Như tình huống này của anh 7 chẵn hạn, mình vuốt bị thấp mất, thành ra nó không vào được. Có bàn thắng là có video ngắn đăng rồi, tiếc ghê. Và mọi người cùng xem thống kê với mình nha. Hiệp một mình thủ khá ổn, đội bạn không sút được luôn, nên thủ mà ổn thì mọi người cân kèo được mọi sơ đồ cũng như chiến thuật luôn. Qua hiệp 2 mọi người ha, mọi người xem mình đọc tình huống này nha. Mình nghĩ pha này mình xong rồi đó chứ. Lúc đầu mình tưởng đội bạn sẽ chuyển ra cánh, tại cánh thoáng cực kỳ, mình nghĩ xong rồi, tiêu tôi rồi. Ai đâu đội bạn lại chọn bẻ ngược vô trong. Lúc này mọi người có thể thấy mình đào con trò ngược lại rất nhanh luôn, và mình bất bài thành công. Rồi mọi người cùng xem mình phản công nha. Cánh đang thoáng đưa bóng ra biên thôi. Lúc này mình sẽ thực hiện một pha đập nhã một hai cơ bản. Mọi người có thể thấy khi ông Cafu chuyển cho anh 10 mình không vội đập lại liền, mà giữ thêm vài nhịp nữa. Máu chốt là để ông Cafu thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ đội bạn, và khi đã thoát rồi thì chuyển thôi. Rồi giờ thì rất là thoáng luôn mọi người ha. Pha này cứ dắt bóng đi tiếp mọi người, đừng vội chuyển hay chọc khe gì hết. Anh bay ổng chạy chỗ vậy mà ổng giơ tay xin bóng, cứ dắt bóng chạy xuống tiếp cho mình. Từ từ khoảng trống cũng lộ ra à. Và giờ thì mọi người thấy anh 7 đang làm gì chưa? Anh đã đổi hướng di chuyển. Chắc chắn pha này anh sẽ chạy cắt mặt ông trung vệ đội bạn. Giờ mới là lúc mọi người nên chọc khe nè. Và lụ mọi người thấy phản công như này ok không mọi người? Và bây giờ là tình huống cuối cùng, là một pha đá phạt trực tiếp. Mình sẽ thực hiện lại y chang các bước mình vừa nói khi nãy. Mọi người cùng xem nha. Lần này là vị trí lệch quả trái. Đương nhiên mình sẽ lấy anh 10 rồi, không thể nào khác được. Mình sẽ nói lại nhanh và ngắn gọn các bước nha. Cầu thủ thứ hai từ bên trái đếm qua và theo một phương thẳng đứng với cột dọc. Khi đã xác định chính xác rồi, việc còn lại là vuốt thôi mọi người ha. Anh 10 mà đã phạt thì khỏi phải bàn. Này là cách mình hay dùng, mọi người áp dụng thử ok không nha. Canh chuẩn thôi vẫn chưa đủ đâu mọi người, quan trọng nhất vẫn là cách vuốt. Mình xin dừng video ở đây nha.